Chào anh chị và các bạn. Phải nói thật lòng là không thể tin được khi mà đồng tiền số trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua nó đã tăng rất là mạnh lên, có thể nói là lên nhanh như một cơn gió luôn. Trong phiên giao dịch tối ngày hôm qua, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021, thì có những thời điểm tiền số đã chạm cái mốc 33.300 đồng, 33.300 đô cho một đồng tiền số. Nếu chúng ta dùng một cái phép nhân nhanh, 33.300 đô nhân với lại 23.000 thì chúng ta đã biết được rằng là giá của một đồng tiền số quy đổi theo tiền Việt Nam là 765 triệu 900 nghìn đồng, tức là khoảng 766 triệu cho một đồng tiền số. Nếu ai đó mà sở hữu khoảng 10 đồng thôi thì có lẽ là đã có một cái gia tài. Và thực tế là trong năm 2020 này thì cái đồng tiền này nó đã có một cái năm thực sự là thăng hoa, rất thăng hoa luôn. Trên màn hình là đây là biểu đồ của đồng tiền số tính theo tháng 4 tháng gần đây, thì chúng ta thấy đồng tiền số là từ 10.408 đô la mà lên tới 32.300, tức là trong vòng 4 tháng đã tăng 4 lần. Vậy là một tháng đồng tiền số này đã tăng một lần. Vậy thì nói về tiền số, một trong những cái loại tiền được mã hóa sử dụng công nghệ blockchain, thì chúng ta biết được rằng là nó gần như là một trong những cái tài sản rất là tuyệt vời cho cái việc đó, là rất là nhiều cái tài sản ở các quốc gia khác nhau dịch chuyển mà không bị phát hiện. Nó rất phù hợp cho câu chuyện đó là tiền tham nhũng hoặc là các loại tiền rửa tiền được chuyển dịch từ quốc gia này sang quốc gia khác. Nên ví dụ như chúng ta muốn chuyển đi 1 tỷ từ Việt Nam đi Mỹ mà không bị kiểm soát, thì đơn giản đó là hãy bỏ ra 1 tỷ mua đồng Bitcoin tại Việt Nam, sau đó thì sang Mỹ bán đồng Bitcoin ra lấy tiền đô đấy. Thì vì thế nên là rất nhiều cơ quan chức năng không thể lần ra được cái dấu vết, khó có thể phát hiện ra được những cái đợt chuyển tiền. Ví dụ như là cái đợt vừa rồi bảo là 30.000 tỷ được chuyển đi, cái dấu hiệu là gọi là tẩu tán tài sản tham nhũng, ví dụ thế. Thì thực tế mà nếu mà chuyển dịch qua đồng Bitcoin thì chỉ cần một trăm đồng Bitcoin là cũng đã tiêu tốn vào đó khoảng 70 tỷ rồi. Thì ví dụ như 1.000 đồng Bitcoin thì là 700 tỷ đã được chuyển đi, và 3.000 đồng Bitcoin thì đồng Bitcoin thì nó đã thỏa mãn cái tiêu chí là hơn 2.000 tỷ có thể được chuyển đi rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì như vậy là rõ ràng đây là một trong những cái kênh mà rất là nhiều các cái giới trên thế giới, đặc biệt là Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và thậm chí cả Việt Nam sử dụng tới. Nhìn chỉ nhìn những cái thứ đó đang hiển thị trên màn hình như chúng ta đang thấy, thì thực ra đây là một trong những cái đồng tiền mà có cái sức tăng khủng khiếp giai đoạn 2015 đến năm bao nhiêu ạ? Đến khoảng tầm cuối năm 2017 thì đồng này đã có cái thời điểm tăng từ 200 đô, mà đỉnh điểm của nó lên tới 19.891. Thế mà anh chị và bạn thấy nó tăng kinh khủng không? Đợt này thì nó đang đang tăng từ 5.000 mà bây giờ là 32.000. Nhiều người đang cho rằng là nó sẽ tăng gấp khoảng 20 lần so với 5.000, tức là nó sẽ có cái giá khoảng tầm 100.000 đô la Mỹ trên Bitcoin, tức là khoảng đâu đó hơn 2 tỷ 3 Việt Nam đồng cho một đồng này. Thì cũng rất có thể mà chúng ta cần phải chờ xem những thứ đó thì khó nói, có thể không thể thì nói trước được những điều gì nó có thể xảy ra thì nó vẫn có thể xảy ra. Cái khi mà nó nằm ở cái khoảng giá lúc mà nó bị suy giảm 3.000, mà Thắng có đưa một video về Bitcoin dự báo 30.000 thì nhiều người bảo là Thắng điên, và thực tế là nó đã và đang hiển thị ra như thế. Đây chúng ta sẽ vào mạng Lê Văn Thắng là Bitcoin đó, Thắng có một cái video nói về về Bitcoin đây, video đây Lê Văn Thắng official.
Lê Văn Thắng tiền số. Lê Văn Thắng official nói về tiền số BTC rồi. Có một cái video nói về cái này rất là về tiền số. Nằm đâu đó. Hãng tin chưa ra. Well, 30.000, Thắng có dự thời điểm đó là 30.000. Cách đây khoảng tầm 1 năm trước thôi. Nhiều người bảo khủng lắm. Có anh chị nào đã từng xem thì biết cái điều đó rồi. Rồi. Vậy là chúng ta thấy tiền số như vậy rồi thì liệu giá vàng vàng có đi theo cái con đường đó không? Có tăng được như thế không? Đây. Vàng của chúng ta đây. Vàng của chúng ta biểu đồ tháng. Đấy, tháng đấy. Thì rất có thể là với những gì mà Thắng dự báo trước đó thì giá vàng á, có cái giá 10.000 đô trên một ao á. Nhiều người vẫn đang hoài nghi về câu chuyện đó. Nhiều người vẫn đang hoài nghi về câu chuyện đó. Ok, hoài nghi đó là việc của mọi người. Thực tế thì nó có diễn ra hay không thì chúng ta sẽ biết thôi. Biết sớm thôi. Nhưng chúng ta lưu ý một điều như này này. Trước khi mà tiền số có cái giá như ngày hôm nay 33.300 cho một Bitcoin thì cái đợt hồi phục sau cái đợt suy giảm của nó thì nó có một cái đợt hồi phục, và cái đợt hồi phục sau đó thì nó có một cái đợt rất là dài là loại bỏ những nhà đầu tư non gam, sau đó thì mới bắt đầu tăng. Đây nó loại bỏ đây, bỏ, và có thậm chí có những cây nến nó loại bỏ được cái mức giá của đồng tiền này về tới mức là 3.858, bằng với mức giá thấp nhất của năm 2019, tại đầu tháng 1 năm 2019 nó là 3.337 thấp nhất. Và khi nó loại bỏ, nó có một cái cây nến trong một cái tháng của năm 2020, của đầu năm 2020, nó cũng chính là cái tháng mà Covid kia nhiều bạn đó, nó giảm rất sâu, giảm rất sâu. Sau đó thì nó đã có một cái đợt tăng rất là khủng khiếp luôn. Nếu tính từ cái đáy đó thì chúng ta thấy được rằng là nó tăng đến thời điểm này nó đã tăng lên tới 10 lần, 10 lần trong 1 năm nếu tính từ chỗ này. Đây, anh chị và bạn thấy tính từ cái thời điểm đó. Đó. Đây, tháng 2. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Đây, kết thúc tháng 12, tháng 1, này tháng 1. Đó. Kinh khủng khiếp không? Tháng 1. Đó. Một cái nến kinh khủng khiếp tăng. Nhiều khả năng thì Thắng cũng đang dự báo rằng là giá của đây, giá vàng nó sẽ cũng có một cái đợt tăng khủng khiếp như thế. Và cái con số của nó thì có thể thưa bên chị và các bạn là con số của nó là những con số mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng là nó sẽ có một con số bất ngờ đối với nhiều người. Đối với nhiều người thì nó sẽ là rất là bất ngờ. Mười ngàn, tháng dự báo đó là lên 10.000 cho một ao. Nhiều người thì báo là Covid ổn thì giá vàng nó sẽ dừng tăng. Thắng không nghĩ là như thế. Thắng không nghĩ là như thế. Thắng không nghĩ là như thế. Thắng nghĩ khác. Câu chuyện của cả giá vàng là Bitcoin hay là thậm chí là các loại hàng hóa khác thì sau khi mà kết thúc Covid-19 thì lạm phát và do cái việc tiền rẻ trên toàn cầu nó sẽ khiến cho tất cả các loại hàng hóa, kể cả là chứng khoán,
tăng rất là mạnh rồi, đã thể hiện điều đó rồi. Thì rõ ràng hiện nay thì chỉ có còn lại nó là cái kênh vàng vẫn chưa được thực sự được nhận được cái sự quan tâm đúng mức của các nhà đầu tư. Còn lại thì phần lớn là đều tăng rất là mạnh, lớn đều tăng rất là mạnh, lớn các kênh đều tăng rất là mạnh, trong đó thì có chứng khoán, chỉ số chứng khoán, đây là chỉ số chứng khoán thế giới. Thì từ năm 2000, đầu năm 2020 đến nay thì đã tăng từ 22 mà lên tới 30 33.756 trên chỉ số S&P 500. Đó, chịu bạn theo. Đợt hồi phục này rất là lớn và cái xu hướng đi của giá thì đã tăng rất là mạnh luôn, từ tháng 3 năm 2009 đến nay thì tăng từ 665 cho chỉ số S&P 500 mà đã tăng lên tới 3.756. Như vậy là với cái mức tăng này khoảng tầm 5 lần, hơn 5 lần, hơn 5 lần cho chỉ số S&P 500. À, đây là một trong những cái mức tăng rất lớn cho một cái thị trường lớn như là thị trường Mỹ. Đó, tăng 4 4 4 460% cho một cái chặng đường 10 năm. Thì về cơ bản thì nếu xét ở một khía cạnh nào đó thì giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn mà tiền rẻ nhiều, nên thành thứ hàng hóa tài sản cái gì cũng tăng, thậm chí là giá sắt thép rồi giá các loại nguyên liệu cũng tăng rất là cao anh chị bạn ha. Thì điều đó nó cho chúng ta thấy được rằng là nhiều người thì đang cho rằng là mà đây giá vàng anh chị và bạn rất thích giá vàng đúng không? Kênh của chúng ta thì thích vàng và đất, và thực ra vàng và đất chứng khoán thì thằng có một cái trang chuyên về 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 đây, để thằng mở cho anh chị bạn coi. Đây này, đây là một cái nến xanh rất là đẹp, nến xanh đẹp, hy vọng là nó sẽ có khoảng tầm nhiều cây nến xanh như thế bước vào cái chu kỳ 2, nó gọi là sóng 2 trong cái xu hướng sẽ tăng giá của giá vàng. Sóng 2, sóng 3 đấy. Sóng 3 rất là đẹp. Sóng 3 thì chưa biết là nó cụ thể như nào, chúng ta sẽ theo dõi tiếp trong những tháng sắp tới. Thì cái này là biểu đồ chứng khoán Việt Nam rất là đẹp luôn. Ở Việt Nam thì nhiều người trong giai đoạn vừa qua thì đã đang và kiếm được tiền từ chứng khoán Việt Nam. Đây, chứng khoán Việt Nam là có một cái tăng năm tăng được gọi là thần thánh. Quá thần thánh luôn. Đó, một năm hồi phục thần thánh luôn. Mà so với lại chỉ số chứng khoán của Mỹ thì nó chưa suy nhê gì đâu. Bởi vì cái đợt suy giảm của chứng khoán Việt Nam á, nó vượt lại cái vùng đỉnh đỉnh trước là chưa. Và anh chị và bạn lưu tâm là cái sức mạnh của cánh tay đòn của gọi là của mây này nó rất nặng nha anh chị và bạn. Cái sức hút nó sẽ hút về. Nó sẽ hút về rất là lớn ở cái cánh tay đòn này. Nhiều khả năng thì nó sẽ hút về khu vực cái cánh tay đòn. Cánh tay đòn này nó bắt đầu từ tháng 6. Đây, cái cánh tay đòn nó kéo dài từ tháng 6 tới khoảng tầm tháng 6 năm 2022. Nên là chúng ta nên lưu tâm là cái cánh tay đòn này á là nó rất là chì. Đây là cái cánh tay đòn này. Nó rất là chì và chúng ta đầu tư tài chính thì phải lưu tâm với cánh tay đòn này. Cánh tay đòn theo tháng là một trong những cánh tay đòn cân bằng sức mạnh, sức hút của nó rất là cao. Không phải là thích lên là nó lên đâu anh chị bạn nha. Chúng ta lưu tâm điều đó một chút. Nên là dễ chừng là chúng ta sẽ gặp khó trong cái đoạn giữa cánh tay đòn này và sẽ đưa thị trường về vùng lại cái, có thể là nó sẽ về lại cái vùng mây 950, hoặc là có thể nó xấu hơn thì nó về tới tận cánh tay đòn luôn 856. Ở đây là cái vùng hỗ trợ, trước đây thì nó là kháng cự, đây tại vị trí này nó là kháng cự, đây bây giờ nó sẽ là vùng hỗ trợ. Khi mà sức mạnh mây nó lên mạnh như vậy thì nó sẽ là vùng hỗ trợ 856, 856, 856, 856 thì chưa biết nó sẽ cụ thể như thế nào, nhưng mà thực ra là với cái lực của thị trường
mà anh chị và các bạn lưu tâm một chút là năm 2021 thì rất có thể là người Mỹ sẽ vì cái việc là quy kết cái câu chuyện Việt Nam là thao túng tiền tệ á, thì rất dễ sẽ xảy ra cái tình trạng đó là cơ quan thuế quan thuế vụ của Mỹ áp thuế lên một số hàng hóa của Việt Nam. Điều này thì ảnh hưởng rất là nặng nề. Chứ không giống như nhiều người là không để ý câu chuyện này là rất là dở hơi nha. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là khi mà Mỹ nó áp thuế Trung Quốc á, thì Shanghai của Trung Quốc á, những cái năm bị áp thuế anh chị và bạn có thể nhìn thấy á, là nó khó có thể bật tăng mạnh được đâu. Nó không bị ảnh hưởng, ví dụ người Trung Quốc thì nó còn tăng thuế qua lại, Việt Nam thì chắc là không làm thế. Vì vậy thì những cái năm đó thì chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc á, thì ảnh hưởng rất là nặng nề. Đây chính là cái giai đoạn bị áp thuế này từ năm 2017. Đây, từ tháng 11 năm 2017 là đây là giai đoạn mà bị áp thuế này. Áp thuế rất là nặng của Trung Quốc này. Nghĩ là bạn lưu tâm nhé. Đây này, giai đoạn này là giai đoạn áp thuế của Trung Quốc này. Đây là rất là ảnh hưởng luôn. Do đó thì chúng ta mà bị áp thuế như Trung Quốc thì đó là một bài toán mà chúng ta cần phải cân nhắc. Các quỹ đầu tư họ đã đang nghiên cứu về câu chuyện này rồi. Đang nghiên cứu chuyên sâu về những cái ngành nghề danh mục trong tài sản của họ rồi. Nên chúng ta cũng phải cần lưu tâm cái điều đó khi mà nó bị áp thuế. Mà nếu mà khi mà bị áp thuế như vậy thì dễ chừng nó sẽ bị ảnh hưởng nặng lên chị bạn. Cái này thực ra là mình chỉ đưa ra những cái góc nhìn của Thắng thôi. Để anh chị và bạn có thể xem xét và đánh giá thôi. Hiện nay thì đang nhìn thấy những dấu hiệu câu chuyện đó là mây đầu mây rất là mỏng trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Và có thể là chứng khoán Trung Quốc cũng sẽ được hưởng lợi. Nếu như mà tình hình thế giới hiện nay nó đang tích cực hơn, nhìn thấy những cái dấu hiệu ban đầu của câu chuyện mây mỏng ở đầu mây thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ quay trở lại. Thị trường chứng khoán Việt Nam thì về cơ bản thì cũng xét cho cùng thì hiện nay cái đầu mây nó cũng khá là tích cực. Thì vậy thì cũng cần phải lưu tâm những cái điều như Thắng vừa nói. Còn hàng hóa thì gọi là nguyên vật liệu hàng hóa trên toàn thế giới thì nó có nhiều các loại hàng hóa khác nhau lắm, ví dụ như ga. Ví dụ như là chúng ta có thể nhìn nhìn trên tổng quan, trên gọi là trên investing nhé. Chúng ta nhìn cái phần commodity á. Đây này. Đây, commodity này. Chúng ta có thể mở ra hết tất cả các loại hàng hóa ra. Chúng ta xem thấy thì rõ ràng là hàng hóa nó cũng có một cái đợt tăng giá là tốt. Đặc biệt là sắt thép. Sắt thép tăng rất là tốt rất là tốt, nên chúng ta cũng cần lưu tâm. Ngoài ra thì Thắng vẫn bảo toàn quan điểm với mọi người đó là câu chuyện của cái xu hướng giá vàng thì chưa kết thúc. Cái đợt thì test lại vùng đỉnh đã được xem là ở tháng đầu tiên thì test, sau khi có 4 tháng thì test tháng đầu tiên xanh trở lại, xu hướng đang rất là tích cực và cái đường chỉ số chỉ báo đang tốt trở lại đúng như những gì dự báo trước đó. Hay là khi mà cái đường gọi là Tenkan của tháng nó vẫy lên thì rõ ràng sẽ có một cái cây nến màu xanh tốt, tích cực. Và tiếp theo thì chúng ta tiếp tục theo dõi sát thị trường. Thì nhiều dấu hiệu trên các cái biểu đồ tuần, biểu đồ ngày thì nó cũng đang phát đi những tín hiệu tích cực. Phát đi những tín hiệu tích cực. Và cái đợt suy giảm điều chỉnh để test vùng đỉnh cũ năm 2011 nó đã gần kết thúc, nhưng chúng ta cũng không loại trừ rằng nó hoàn toàn có thể còn phải đi test thêm. Thì câu chuyện này thì chúng ta đầu tư dài hạn thì cái việc chúng ta sẵn sàng gọi là đón nhận cái câu chuyện là nó tiếp tục có thể test thêm, nhưng mà theo những gì mà Thắng thấy thì cái đợt này nó không lâu như vậy. Vì nhìn những cái tín hiệu ban đầu thì chúng ta thấy nó là tích cực hơn rất là nhiều rồi. Biểu đồ ngày trong đã bắt đầu phát đi những cái thông điệp cho thấy rằng là nó ổn rồi. Nó ổn rồi thưa anh chị và các bạn. Nó ổn rồi đây này. Đó. Tức là nó đã bắt đầu có những dấu hiệu vượt qua vùng mây sau khi mà nó xuống mây dưới mây. Nằm dưới mây rất là lâu. Nằm dưới mây rất là lâu và nó đã có những dấu hiệu ban đầu của vùng vượt mây. Trong những phiên sắp tới thì mây sẽ là vùng hỗ trợ rất là tốt cho giá vàng. Và kể cả những người
kể cả những anh chị các bạn mà sử dụng giá vàng như sử dụng cái kiểu như là dùng dùng trend á, trend trên chuyên ngày á, tức là gọi là đường xu hướng ngày á, thì chúng ta nối các cái đỉnh trung bình tất cả các đỉnh lại. Đấy, thì ta thấy là về cơ bản thì giá vàng đã tích cực hơn, đã tích cực hơn rất là nhiều rồi, đã có những cái đợt mà đấy, chúng ta nối các cái đáy với các cái đỉnh này với nhau, đấy, các cái đáy giá và các đỉnh này với nhau thì chúng ta thấy là nó tích cực hơn rất là nhiều rồi, tức là nó đã vượt lên lên trên rồi. Thì những cái điểm này là những điểm bất thường thì chúng ta không nối được, và chúng ta nối lại phần lớn các cái đỉnh song song với nhau thôi. Đấy, nó sẽ như thế. Thì chúng ta thấy đây này, cái đợt này nó chỉ có hai phiên ở phía trên của đường xu hướng thôi. Đây hai là chúng ta kẻ cái đường xu hướng theo, nhớ là để cái phần này là logarit, logarit nha các bạn ạ. Logarit nha. Rồi, chúng ta đếm này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chúng ta hoàn toàn có khả cái khoảng 10 10 10 ngày giao dịch, 10 nến giao dịch nằm trên đây. Theo những cái gì mà những người làm theo cái giải pháp này thì cũng là có 10 phiên nằm trên và nó đang có những cái dấu hiệu tích cực. Có thể xem xét đánh giá như này là cũng là tốt. Thì cơ bản thì mỗi người có một góc nhìn và đánh giá, thì chúng ta thì ngắn hạn thì chúng ta coi cho biết thôi, nhưng mà chúng ta đầu tư thì chúng ta đi một chặng đường dài, thậm chí là 5 năm, 5 năm cho giá vàng. Thì một vài cái góc nhìn là tức là nó chưa hít vào mây. Thông thường thì mỗi lần điều chỉnh thì nó hay hít vào mây. Đây, mỗi lần điều chỉnh nó hay hít vào mây. Thì nhiều người cho rằng là nó cần phải hít vào mây. Nhưng không ngoại trừ cái trường hợp nó hít mây. Tức là nó lên đợt này xong nó hít mây, nó quay về nó hít mây. Nó hít mây nó về lại một lần nữa 1.760 một lần nữa. Thì cũng có thể anyway, hoặc là chiếc gạo sức mạnh của mây nó hít thắng, thì đang cho rằng là trong vòng khoảng tầm 1 đến 2 đến 3 tháng tới á, thì có thể có một cái đợt tăng, tăng khá là mạnh, thậm chí là cái đợt tăng đó nó kéo dài đến tận sang khoảng nửa năm 2021, năm 2021 lên khoảng tầm 2.000 mấy, 2.500 hết, có thể nha, hoàn toàn có thể với ba cái nến sắp tới nó tăng rất là mạnh thì nó khoảng tầm 2.001, thì cái điều này là điều rất là bình thường ha. Ngày bình thường đừng có gì bất ngờ cả, việc giá vàng nó là không có vấn đề gì hết, thậm chí nó còn tăng mạnh hơn nữa với những cái bất ổn bắt đầu trong ngày mai trên nền chính trị của Mỹ, có rất là nhiều những thay đổi, trong đó thì thay đổi về mặt tổng thống Mỹ xác nhận thời điểm đến cái thời điểm để xác nhận ai là tổng thống Mỹ rồi, không còn là câu chuyện 5 5 năm nữa, và nó sẽ làm rõ cho chúng ta thấy được nhiều góc nhìn. Ngoài ra thì cái đại hội trung ương của chúng ta, đại hội đảng trung ương toàn quốc mình cũng của chúng ta sẽ bắt đầu bầu bán, chúng ta nhìn rõ hơn ai sẽ là lãnh đạo của khóa tới, đó cũng là câu chuyện rất là thú vị chúng ta cần lưu tâm. Tất cả những gì mà chúng tôi cập nhật ở đây thì chúng tôi vẫn hy vọng rằng là nó đem lại những cái hữu ích cho anh chị và các bạn, và đặc biệt là những anh chị em và các bạn nào đang 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 đang, đang đồng hành cùng đầu tư vào kênh đầu tư hàng hóa đó là giá vàng miếng. Nhiều ngoài có một điều chúng ta lưu ý nữa là nếu mà cái tỷ giá giữa, giữa đô đồng mà sức mạnh đồng đồng đồng, đồng Việt Nam đồng tăng lên thì chúng ta sẽ gọi là không được hưởng lợi trong cái nhập khẩu. Hưởng lợi trong nhập khẩu thì có thể giá vàng nó sẽ bị ảnh hưởng một một chút. Bởi vì chúng ta sẽ nhập khẩu với cái chi phí Việt Nam đồng thấp hơn. Ví dụ thế, nếu mà có sự điều chỉnh của Việt Nam đồng theo hướng là giá trị đồng Việt Nam tăng lên thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi giá vàng một tí. Nhưng mà chúng ta cũng lưu tâm điều đó để chúng ta biết nắm. Và hy vọng rằng là những gì mà chúng tôi cung cấp cũng như là đưa ra những đánh giá nhận định cho anh chị và các bạn thì nó đem lại những hữu ích nhất định giúp anh chị và các bạn có thêm góc nhìn và nhìn nhận tổng quan nền kinh tế trên toàn thế giới, giá vàng, giá đô đầu năm, bất động sản thì anh chị và bạn lưu ý là thông thường nếu mà một cái xu hướng hồi phục tốt như thế này thì thường là những người mà có lời trong thị trường chứng khoán thì rất có thể sẽ chốt lời, sẽ mua bất động sản
Tuy vậy thì nó không phải là xu hướng, nó chưa được xác định là một xu hướng dài hạn của thị trường chứng khoán đâu. Về cơ bản thì nó cũng chỉ là một xu hướng hồi phục thôi, chứ nó hoàn toàn không phải là một cái xu hướng, bởi vì nó chỉ xóa đi, tức là trả lại tên cho em thôi. Đó là ví dụ những cái ví dụ như thế để cho các bạn thấy. Ví dụ như thị trường chứng khoán Việt Nam rõ ràng là tăng trưởng GDP tụt giảm, chứ không phải là gì cả, bởi vì GDP của chúng ta đang cận 7, mà vừa rồi thì GDP Việt Nam thì nó nằm ở khoảng tầm 2 chấm mấy thôi. Thì như vậy là chúng ta gọi là tăng trưởng lùi, tức là có tăng trưởng nhưng mà so với những năm trước thì tốc độ tăng trưởng như vậy kém. Thì những gì mà chứng khoán Việt Nam đang làm á, thì đây là cái vùng tên của em này, thì chúng ta lên đến đây thì cô gọi là trả lại tên cho em, và nó đang lên nhiều hơn so với những gì, đó là trả nhiều tên hơn thôi. Chứ còn thắng thì vẫn cho rằng là thị trường vẫn đang nằm trong một cái xu hướng gọi là hồi phục quá đà, do cái tình hình nó là dịch bệnh dẫn đến câu chuyện là cái dòng tiền của các ngân hàng thì không bơm vào được nền kinh tế, thì tạm thời nó đang chảy sang kênh tài chính, kênh hàng hóa. Ngoài ra thì chúng ta lưu tâm được rằng là những cái câu chuyện phục hồi như này là những cái đợt phục hồi nó đem lại rất là nhiều những cái cơ hội cho các quỹ đầu tư, các cái tổ chức có thể cơ cấu danh mục và thay đổi cái chiến lược trong những năm sắp tới. Thì thắng không cho rằng nó là một cái đợt mà gọi là giống như nhiều người đang thêu dệt rằng là ngàn tư, ngàn rưỡi, thứ không có đâu. Vì cơ bản thì nó chỉ là một đợt hồi phục hơi nhiều. Lý do là nhiều người nhàn rỗi, dòng tiền nhàn rỗi, nhiều doanh nghiệp cũng đẩy vào chứng khoán thôi. Nên chị bạn lưu tâm điều đó. Thì lan man đầu tuần như vậy, chủ yếu nói về giá vàng và khuynh hướng dự báo giá vàng sắp tới sẽ có cái đợt tăng giá trong một vài tháng tới. Ít nhất là từ giờ đến Tết âm lịch thì nó sẽ vẫn duy trì khoảng 4 tháng tăng nữa, và nhiều khả năng thì giá vàng trong 4 tháng tới thì nó sẽ dịch chuyển theo cái hướng, tức là khoảng tầm 2001 là điều rất có thể. Sau đó thì tính tiếp, chúng ta cứ từ từ tính mức 2001 đã, có 2001 tính tiếp. Đấy, bây giờ đang là 1900 mà 1897 cho là 1900 đi, 1900 2001 phải lên 200 đô nữa. Với cái câu chuyện giá vàng 200 đô thì bình thường, câu chuyện đó rất là bình thường, chả có gì cả. Thậm chí ví dụ việc lên 200 đô đó cũng chả có cái ý nghĩa gì về cái câu chuyện nó có chốt lời không. Với chúng ta đi với đường trường thì 200 đô chả ý nghĩa gì. 2002, 2001, nhưng mà lúc đó thì nhiều người chả bắt đầu nói đến câu chuyện thần thánh của giá vàng. Thì lúc đó chúng ta tính tiếp, tức là nó là cái đỉnh cũ 2075 thôi. 2015 thì bây giờ là 2001, 2002 đấy, tùy sức mạnh của đợt của giá vàng sắp tới thì khoảng 200 đô kể từ bây giờ là bình thường nha. Không phải lúc đó đừng kêu chốt lời chốt lèo gì đấy, ta cũng không biết được nha. Bây giờ ta cứ dự báo trước như vậy. Thì việc dự báo thì cũng chỉ mang ý nghĩa tham khảo thôi. Thì anh chị bạn cứ nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Đừng có không quan trọng vấn đề đấy, chúng ta có góc nhìn thôi. Nhiều người thì bảo nó phải về đây nữa này. Phải về đây nó test, về đây tầm 1830 nó mới lên. Thì cũng được, tùy được góc nhìn. Tháng này tháng nhìn khác, tháng nhìn như vậy đấy. Ok, chỗ này là 2001 này. 2001-50. Đó, về lại cái vùng 2001-50 đó. Nhiều khả năng nó sẽ về đó, về đây. 2001-50, chỗ này. Hướng tới trong khoảng tầm 1 thôi, tháng tới rồi. 1 tháng 2. Đây là cái này là gì? Cái tuần à. Đây này. Đó. Tháng tới thì đã có cái ra đó rồi đấy. Nói chung là cũng được. Đây đang ở đây đang còn có những cái dấu hiệu câu chuyện, nó là cái cánh tay đòn nó rất là chắc. Đòn này rất là chắc, nó sức hút về đây này. Cánh tay đòn này nó chắc, cứ hút về. Sau đó thì sang cái năm tiếp theo là 2021 thì anh chị và các bạn cứ vô tư đi. Nó sẽ có một cái đợt tăng mạnh lắm. Yên tâm là rất mạnh. Này là dự báo trước, anh chị và bạn biết là giá vàng rất là ok nha. Nếu anh chị và bạn không thạo về chứng khoán thì cứ nên đầu tư vàng tốt nhất. Cảm ơn anh chị và bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Hy vọng rằng là nó đem lại những cái hữu ích nhất định cho anh chị và các bạn. Và những cái mà chúng tôi trao đổi trong buổi sáng ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 này thì hy vọng nó là một cái buổi cà phê nói chuyện vui buổi sáng với anh chị và bạn, mà giúp anh chị và bạn được nhiều những cái góc nhìn để anh chị và bạn có
cái phương châm đầu tư hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.